Chào anh em. Hôm nay mình mới vừa đọc được một cái topic rất là thú vị của một bạn chia sẻ ở trên group tinh tế. Đó là bạn hỏi là vì sao các bạn lại chọn MacBook Air thay vì những cái laptop mỏng nhẹ khác. Thì mình mới nghĩ là ồ, đây là có thể là một cái chủ đề rất là thú vị mà bản thân mình cũng muốn chia sẻ với anh em cũng khá là lâu rồi mà mình quên mất. Thì hôm nay nhân dịp này mình chia sẻ lại cái chủ đề này. Và mình sẽ nói với anh em lý do vì sao mình dùng MacBook làm máy tính chính của mình. Trước đây mình vẫn dùng Windows ha, mà sau đó thì mình đã đổi sang MacBook và những lý do vì sao như thế nào. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu. Thì đối với mình á, cái lý do quan trọng nhất mà mình chọn MacBook bởi vì nó chạy macOS. Nếu như mà anh em có một cái máy rất là đẹp, rất là xịn nhưng mà nó chạy Windows thì về cơ bản nó vẫn không phải là MacBook. Tại sao mình thích macOS? Thứ nhất là bởi vì nó đẹp, nó sáng. Dạo gần đây á, Windows 10 nó mới bắt đầu bổ sung thêm cái Light Theme, chứ hồi trước không có đâu, cho nên nhìn nó tối tối mình không có khoái lắm. Hồi Windows 7 thì mình vẫn còn dùng máy tính Windows thì mình còn chỉnh được màu mè các thứ. Thì về cơ bản giao diện của Mac nó vẫn có một cái gì đó rất là minimal, rất là đơn giản, rất là tinh gọn. Thì mình thích nhìn cái kiểu giao diện đó hơn, cũng giống như cách mà iPhone họ làm giao diện vậy đó. Ngoài ra thì mình còn thích cách mà macOS cài đặt phần mềm á anh em. Đa số phần mềm của Mac chỉ cần double click vô một cái app rồi nó cài và nó nhét vào cái thư mục application. Một số ứng dụng khác và phần nhiều thì anh em chỉ cần copy cái file đó bỏ trong application là xong. Nó giống như việc anh em copy và paste cái file vậy đó, cho nên cực kỳ dễ dàng. Lúc xóa anh em chỉ cần xóa, kiếm cái file đó, nhấn delete, vậy là xong. Ít khi nào nó để lại những cái file rác này kia. Windows 10 dạo này có rất nhiều cải tiến rồi nha, mình đánh giá cao điều đó. Nhưng mà hiện tại thì mình đang quen với là những cái của macOS rồi. Hồi trước đó, Windows nó phức tạp hơn, xài lâu lâu nó lỗi này kia rồi sau một thời gian bạn phải cài lại các thứ á. Nhưng mà bây giờ Windows 10 thì nó không còn gặp vấn đề đó nữa. macOS thì từ đó đến giờ rồi nó vẫn là như vậy và nó rất ổn định trong một thời gian dài. Windows 10 bây giờ cũng ok. Ngoài ra kể từ lúc mà mình bắt đầu làm việc nhiều hơn về phần kỹ thuật phần mềm và data engineering thì mình thích dùng Mac bởi vì nó có rất nhiều công cụ có sẵn á. Bên Windows anh em muốn xài những cái công cụ đó thì anh em bắt buộc phải cài thêm, còn không thì nhiều khi nó phải có cái cách setup riêng. Một số thứ thì nó lại lỗi khá là nhiều ở trên Windows, cho nên là mình không có chuộng Windows để làm những cái việc của mình. Những cái thứ của mình thì nó sẽ chạy tốt nhất ở trên là macOS và Linux. Đấy, cho nên là mình mới chọn macOS. Nhiều anh em làm cùng với mình á cũng dùng Windows. Ban đầu thì cũng mua máy Windows tại vì họ không thích, cơ bản là họ không thích MacBook thôi. Đấy, thì dùng một thời gian thì thấy có quá nhiều vấn đề phát sinh, cho nên mấy anh em đó cài Linux lên thì mọi thứ đều ngon lành hết. Và một cái này quan trọng nè, đó là mình thích cái cách mà macOS nó hiển thị và nó render cái chữ ra trên màn hình cho bạn xem. Mình đã từng test ngay chính Windows trên con MacBook Pro và macOS trên con MacBook Pro của mình. Thì chữ ở bên Windows nó hơi mảnh mảnh á, nhìn nó không có phê lắm mặc dù mình đã bật cái tính năng chống răng cưa rồi. Mình cũng bật luôn cái chế độ hỗ trợ màn hình độ phân giải cao rồi. Nhưng mà nó cứ là lạ thế nào ấy, mình không có quen, mình không có thích với lại cái cảm giác mà của cái chữ trên Windows. Tới bây giờ mình thấy Windows vẫn còn như vậy, chứ nó chưa có làm được cái chữ sướng như là mình đọc ở bên Mac. Cái lý do thứ hai mà mình thích MacBook đó là cái thiết kế của nó. Thì đây là cái thiết kế của con MacBook Pro 2016. Mình đã mua nó từ năm 2016 rồi, nhưng mà anh em để ý là về cơ bản thiết kế của con MacBook từ không đổi, gần như không đổi từ năm 2009 tới nay. Đấy, cái khung nó như vậy thôi. Có thể là Apple làm mỏng đi, Apple làm mỏng viền các thứ, nhưng mà về cơ bản thì con MacBook nó là như thế này. Thì cho bạn nào mà chưa từng xem MacBook hay là ít thấy về MacBook đó, thì anh em thấy là nó có một cái khung nhôm chắc chắn. Và cái khung nhôm này á, nó đơn giản lắm, nó không có nhiều cái vết lồi, nó không có nhiều cái tem dán gì hết. Và nó chỉ như vậy thôi. Đấy, nó rất là đơn giản. Với cái kiểu thiết kế như vậy thì bên máy tính Windows mình không có tìm được cái con nào mà ưng ý của mình hết, trừ hai con. Thứ nhất là Dell XPS. Dell XPS thì nó không có clean như là con MacBook, nhưng mà cái kiểu dáng của nó mình vẫn rất là thích. Và cái thứ hai là dòng ThinkPad X series, ThinkPad X Carbon. Thì cái dòng ThinkPad Carbon là một cái thể loại, một cái đẳng cấp hoàn toàn khác mà mình nhìn vô là mình mê ngay lập tức luôn. Nhưng mà tiếc là con đó nó không chạy Win, nó không chạy Mac. Nó mà chạy Mac thì chắc mình cũng thằng rồi. Và khi mà anh em cầm vào cái vỏ con MacBook á, anh em thấy được một cái sự chắc chắn rất là tuyệt vời. Trước đây mình từng xài qua một số máy Win, kể cả những cái con máy khá là đắt tiền á, nhưng mà cũng vỏ nhôm các thứ không, nhưng mà không có con nào đem lại cho mình được cái build quality nó yên tâm và nó chắc chắn như con này. Con mà gần nhất á, mà nói về vỏ kim loại á, thì mình thấy là con Surface Laptop 3 mà cách đây mình
có sử dụng. Rồi cái lý do thứ ba mà mình thích MacBook đó là bởi vì cái trackpad của nó. Anh em thấy cái trackpad của nó bự vãi cả ra đúng không? Thì cái trackpad này khi mà anh em sử dụng á, anh em không có cần phải lo tới cái việc mà anh em chạm vào viền và vuốt ra ngoài, bởi vì cái trackpad diện tích nó quá lớn đi. Mình không thấy con laptop Windows nào có diện tích lớn như là những con MacBook hết. Và ngay cả những con trackpad rất lớn ở trên Windows nó cũng không bự bằng cái trackpad ở trên con MacBook luôn. Đây là một cái điểm mà mình rất thích ở MacBook, kiểu trackpad của nó bạn di chuột tới đâu là nó đúng ở đó, nó không hơn không kém, nó không dịch đi chỗ này chỗ kia. Dạo này á, thì những con laptop Windows 10 nó cũng đã cải thiện rất là nhiều về cái phần đó rồi, cả về phần cứng nè lẫn cái driver support cho cái việc mà precision trackpad. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm được con nào làm cho mình cảm thấy chuột mà ưng ý như là con MacBook Pro này hết. Ngay cả khi anh em cài Win lên con MacBook này ha, thì xài chuột nó cũng không phê như là anh em xài ở bên Mac nữa, trên cùng một con máy này luôn. Cái con máy này của mình là mình cài cả Windows lẫn Mac lên nó, bởi vì lâu lâu mình vẫn có những việc mình phải nhảy sang Windows. Dạo này thì ít rồi, nhưng mà hồi trước thì mình xài cũng Windows cũng khá là nhiều, và nó là một phần trong công việc của mình luôn. Thì mình có cài Windows lên đây. Bây giờ thì mình ít xài Windows rồi. Có một cái này thì nó hơi riêng cho mình, đó là cái trải nghiệm về bàn phím. Mình vẫn đồng ý với anh em là bàn phím cánh bướm đó, nó là một cái thứ làm rõ lỗi rất là nhiều. Riêng con MacBook của mình đi bảo hành 4 lần rồi. 4 lần anh em tin được không? Hên là lần nào mình cũng được đổi cái khung máy mới hết, cho nên là không vấn đề gì, hoặc đổi khung hoặc đổi màn hình. Nhưng mà cái bàn phím cánh bướm đó, nó cũng gây ra một số vấn đề đó. Nhưng mà mình vẫn rất thích cái trải nghiệm gõ trên bàn phím cánh bướm này, bởi vì nó nhẹ. Mình không có phải dùng lực nhiều. Và cái quan trọng là cái layout, cái cách mà Apple họ bố trí cái phím á, khoảng cách phím nè, kích thước phím nè, rồi vị trí các phím thì nó phù hợp với lại cái cách mà mình gõ. Cho nên là mình thấy mình gõ rất là nhanh và chính xác. Khi mà mình đổi qua những con máy Windows, kể cả khi mình đã dùng 3, 4, 5 ngày hay thậm chí là một tuần, thì mình cũng chưa có quen được cái layout đó. Chắc là xài lâu thì cũng sẽ quen thôi. Windows vẫn có một ngoại lệ ha, là bàn phím của ThinkPad. Bàn phím của ThinkPad gõ cực kỳ đã luôn và sướng hơn MacBook rất là nhiều. Thì bây giờ MacBook nó đã đổi qua xài cái bàn phím kiểu cắt kéo rồi đó. Thì mình đang xài kiểu bàn phím cắt kéo đó trên con Magic Keyboard, là cái bàn phím rời của mình. Vẫn phải dùng nhiều lực hơn so với lại bàn phím cánh bướm, nhưng mà nó ổn định hơn, thì mình nghĩ cái đó là một cái chuyện mà rất đáng để mà đánh đổi thôi. Chứ má ngồi đi bảo hành hoài chắc khùng luôn á. Đó là những cái lý do vì sao mà mình thích MacBook, và trong thời gian tới mình sẽ chắc chắn, nếu mà mình mua laptop thì mình vẫn sẽ đi mua MacBook, chứ mình không có mua máy tính Windows. Và nếu mà anh em nào nói là máy tính Mac thì nó mắc hơn Win á, thì không đâu nha. Những con laptop Windows mà ngang tầm với Mac thì giá nó cũng như vậy, ngang ngang như nhau hoặc là thậm chí mắc hơn, chứ không có rẻ đâu nha. Những con laptop Windows mà giá rẻ thì nó sẽ có những cái hạn chế hơn rất là nhiều, và nó không có cùng một cái phân khúc sản phẩm như là MacBook đâu. Đó là những cái ý kiến của mình về việc là vì sao mình thích MacBook mà mình vẫn xài nó trong rất là nhiều năm nay. Anh em có ý kiến gì thì hãy comment vào cái bài viết của mình, hoặc là comment vào video này. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi thêm. Rồi anh em nhớ subscribe channel của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.